khán giả thân mến của chương trình Paris by Night kỷ niệm 10 năm. Quý vị thấy tôi giả gái, dễ thương thì cười, mà tôi trên này nghẹt thở gần chết. Cái lý do nghẹt thở là bởi vì trong 10 năm lưu diễn khắp thế giới đã từng giả gái cả ngàn lần rồi, nhất là với Paris by Night. Vậy mà lần này có một sự trục trặc, nhiều sự trục trặc buồn cười trong đêm nay. Việc đầu tiên là sau khi cái mấy người make up quá trang rồi, đội tóc giả rồi, bận áo vô rồi, cái chỗ này nó bằng phẳng, không có gì hết. Cái tôi mới hỏi cái anh make up, tôi hỏi, ủa cái này đâu rồi? Anh nói, thôi chết rồi, tôi quên mang theo rồi anh ơi. Nhưng mà anh đừng có nói với ông bầu lay off tôi thì chết tôi đó. Anh đợi tôi chút xíu nha. Ông đi đâu 15 phút không biết, ông về ông đưa tôi hai cái bánh ú. Trời ơi thưa quý vị, để vô hai bánh ú rồi nó nghẹt thở gần chết luôn. Giống như hai búa tạ đè trên ngực mình vậy. Một cái đeo này rồi mới thấy thương phụ nữ. Đàn bà con gái rất là can đảm phải chịu cảnh này cho đến ngày chết. Dạ, còn ba cái đồ lý nhí này là của chị Ái Dân tặng đây. Chị nói bên Đức cái đồ này mắc lắm, hỏi nhiều, chị nói đồng 75 cent 2 sợi. Tôi nói vậy chứ còn rẻ hơn bên này, cái này có 50 cent. Dài này mua ở Goodwill 50 cent, mua một tặng một. Kính thưa quý vị, vì ngạt thở cho nên tôi phải đứng để thở, ngồi chịu không nổi. Đang đứng đi cái gặp cái ông manager người Mỹ, cao ráo đẹp trai nhưng có hàm râu hơi có vẻ ông thầy chút xíu. Ông dòm tôi với mắt đắm đuối, ông nói một cách trịnh trọng, ông nói you look so beautiful. Tôi cũng không dám nói gì, tôi nói I thank you very much. Ông đi vòng vòng phía sau, ông nói you look so sexy. Tôi thấy vậy tôi làm tới, tôi lắc cái này. Ông ghé tai ông nói nhỏ, I love you very much. Thì mình thấy nói vậy, I love you too. Ông nghĩ sao ông biết, ông vòng vòng, ông dò không thấy ai, ông nói how much. Mình là dân tị nạn mới qua chưa có công ăn việc làm, tưởng là ông muốn giúp đỡ, đâu dám nói nhiều, nói khiêm nhường thôi, nó $5. Cái ông nói liền, ông nói that is a very cheap, I'm going to give you $50. Then I thank you very much. Cái ông nói when you go with me, I'm not go where, I'm not go to the motel, I'm not what for. Ông nói Gucci. Em đâu có biết tiếng Nhật mà Gucci. Ông hỏi what do you mean Gucci. Ông nói Gucci means to make a baby. Em nói impossible, you cannot do that with me. Ông nói why. Em nói because I am same like you. Và kính thưa quý vị, tưởng vậy thôi, đang bực mình chưa có yên, tự nhiên dưới khán giả có hai vợ chồng anh đó ở Canada mua giấy qua đây xem. Anh cũng là bạn học hồi nhỏ, lên thấy tôi anh biết tôi rồi, nhưng bà vợ thì chưa thấy tôi lần nào. Bà tưởng tôi là gái thiệt, mà ông thì ông cà rỡn, ông lại vuốt tôi, vuốt da ông rồi chụp hình chung. Bà đằng kia bà xanh mặt, bà nhìn tôi sao không biết, bà hái bà liếc, bà nguyết một cái thiệt dài, bà nói đồ con ngựa bà. Tôi nói bụng, tôi nói chị muốn chửi tôi cho nó đồ ngựa đực thì được á. Cái bà dòm hồi, bà nói cái tướng của mày đứng ngồi bôn xa chừng 5 phút có Mỹ đen vớt liền. Bà làm một tour luôn, bà nói đồ đàn bà dìu tay chân giống như là cu ly giác gạo với bánh tàu. Cái bà dòm xuống dưới chân em, bà nói đàn bà mà gì lông cẳng như là cỏ quang mặt sông bình. Em nói trời đời tôi mà chị dòm chi kỹ quá vậy.
Có dòm lên tới bụng mà nói cái này bụng của mày mà chưa đẻ 6 đứa tao là không phải con người nữa. Xin lỗi, tới đây tôi phải ra miệng. Tôi nói xin lỗi chị nha. Hồi nhỏ giờ tôi chưa biết cái xưởng đẻ từ vũ là cái gì hết. Bà nói cái gì? Mày mà chưa đẻ hả? Mày còn gái còn chinh hả? Mày còn gái tao cho cùi suốt móng đi. Tôi nói chị đừng thề tầm bậy thành hàng bạc tử bây giờ nghe không? Bà tức mình, bà săn tay săn. Bà ghen chồng, bà giận cá chém thức, bà đòi núng đầu bà quánh tôi. Cái ông chồng nói trời ơi đừng có ghen lãng xẹt vậy, la thôi tao nó dạ dạ gái đó. Cái bà dòm tôi nói cái gì? Cái đồ quỷ à. Hồi nãy giờ không chịu nói để cho ta ghen lòng lộn lên nè. Bà nói vậy có ôm bụng bà cười, trời ơi cười kìa, còn ngồi đóng cười. Cười mà nước mắt nước mũi rớt xuống, cái lông nheo rớt hết bên. Mắt lớn mắt nhỏ nào, trời ơi còn cười nữa kìa. À, thưa quý vị, trong cái màn này chúng tôi có một partner nữa, một người trình diễn nữa. Là một tài tử điện ảnh người Mỹ của hãng MGM Hollywood. Tên là Rick Murphy. Một người Mỹ. Một người Mỹ nhưng anh ta tự hào có quả tim của người Việt. Vì anh ta nói tiếng Việt rất giỏi. Chẳng những nói tiếng Việt giỏi mà còn ca vọng cổ và đờn vọng cổ nữa. Xin quý vị một tràng pháo tay thật kêu giới thiệu Rick Murphy. You are very much. Hi, how are you? Cảm ơn chị. Tôi vẫn mạnh khỏe. Ôi trời đất ơi. Nói tiếng Việt dữ vậy đó hả? So what is your name? Yeah, tôi tên là Rick Murphy. Tại sao nói tiếng Việt giỏi quá vậy? Tại tôi là người Việt Nam. Anh là người Việt Nam? Yeah, người Việt mà sanh ở Mỹ. Ủa sao kỳ vậy? Người Việt mà sanh ở Mỹ là Mỹ nào vậy? Mỹ Tho. Người... má thôi người Đức. Người Việt sanh tại Mỹ Tho mà má người Đức. Đức nào vậy? Yeah, Đức Hòa. Đức Hòa. Rồi má người Đức, rồi ba người gì? Ba thôi người Tây. Ba tôi người Tây. Người Tây hả? Phải. Mà Tây gì vậy? Dạ, Tây Ninh. Trời ơi trời. Nghe tôi hỏi nè, anh vượt biên qua tới Hoa Kỳ nè, đi bằng diện HO hay là diện con lai hay là ODP, nói nghe coi. Dạ, tôi qua Mỹ bằng diện ODGear. ODGear phải không? Phải. Cái hồi qua Thái Lan nó có gặp mấy hải tặc, nó làm gì, nó có xúc phạm đến tiết trinh rồi gì không? Nói thiệt cho khán giả người ta nghe coi. Có bị nó cướp, rồi nó đâm chìm ghe. Người trên ghe rớt xuống biển, bị cá mập sơi hết. Chỉ có mình thôi là nó chừa ra nên thôi còn sống. Ồ, nó chừa anh ra anh còn sống hả? Mà tại sao nó chừa anh ra vậy? Tại thôi bự con quá. Cá mập nó thường thôi là bạn. Tại anh mập quá rồi cá mập nó tưởng anh là bạn hả? Mà anh mập thiệt, chắc còn nhỏ bú sữa voi phải không? Phải. Trời, cái bàn chân của anh mà đi dưới giường đó mà anh đập bầy gà con chắc chết nguyên bầy quá. Giờ nghe tôi hỏi nè, anh đi đâu bữa nay? Dạ, tôi đi ăn đám cưới ông già của thằng bạn. Ông già của thằng bạn, vậy là ông già lắm rồi còn đám cưới gì nữa? Tại ông già chịu chơi. Ta! Nói tiếng lắm rồi theo, chịu chơi. Già rồi mà còn sinh thật. Già rồi mà còn sinh tật hả? Rồi sao nữa? Vợ ông mới qua đời có 3 tháng là ông lên xe hoa về nhà vợ khác. Rồi sao? Chịu nổi không? Chịu hết nổi. Chịu hết nổi à? Bây giờ tôi hỏi nè, đi đám cưới mà anh đem đờn theo chi vậy?
Đi qua bên đó hát vòm cổ. Ui, anh biết hát vòm cổ nữa hả? Biết ca vòm cổ và biết đờn sáu câu nữa. Trời ơi, thiệt không? Thiệt chứ. Bây giờ tôi hỏi nè, anh đi với tôi trình diễn khắp thế giới cho Thúy Nga đó, trong ít nhất là 6 năm trời, mà tôi không biết anh đã có gia đình chưa, có vợ chưa vậy? Vợ hả? À. Chị đờn đi, thôi ca cho chị nghe. Ok. Ok. Trời ơi, nghe mùi quá. Nhóm mùi sầu riêng. Ok, bắt đầu nghe. Chậm nha. Ok, chậm. Chị thân ơi, đường thiền miên của tôi nó u ám như đông thử thức. Thương cô nào nó cũng thử chối gì chê thôi mập và bự con. Bạn bè thôi ai cũng có vợ có chồng. Riêng mình thôi sống khô khi một cuộc đời buồn thế. Cao sang ơi cho thôi kiếm được người yêu không cần phải đẹp nhan sắc trung bình thinh thình hiền hậu để cứ về sống bên nhau diễn diễn ở muôn đời. Thôi bự con là do ý của ông trời. Thôi thôi bự nhưng thôi ăn rất ít. Mỗi bữa chỉ cần sực ba chén cơm. Thôi không mua cái nhà với năm phòng rộng rãi. Có khu vườn trồng đủ loại trái cây. Lương thôi lãnh 4,000 chưa trừ thuế. Giờ có sanh năm con cũng khỏi có sợ nghèo. Tôi đâu có mơ những tháng thiếu thư đại khác. Cần một người vợ hiền ngôn hạnh không nhung. Nếu ai cảm thấy yêu thôi thì cho thôi biết để rồi cưới luôn. Number one. Số một yêu chị. Còn chị đã có chồng chưa? Chồng hả? Chồng. Anh đờn đi rồi tôi ca cho anh nghe. Trời ơi, làm cho trào máu luôn mà. Phần tôi hẩm hiu đến độ ông nào cưới về rồi thì 3 ngày sau cũng tự động nghỉ thở lên đồi nằm đắp cỏ. Chính đời chồng rồi mà hiện giờ tôi vẫn còn là gái độc thân. Tôi không phải là gái sát phu mà sao cái chịu cảnh phòng không đơn chiếc sống cô đơn như cánh chim kia lạc lõng giữa bao táp sương mù. Thank you.
Không có chồng con thì như sống trong tù. Khổ nhất là những đêm trời giá lạnh, đắp mền rồi mà vẫn còn rung. Tôi như một cung phi nhiều trong tội, bị vua đày nơi hải đảo hoang vu. Đêm nằm nghe tiếng giặc kêu buồn trong sương lầm, còn phòng loan thì gối chiếc não nùng. Các phu quân ơi sao bỏ em về chính suối, em sống một mình lận đận lao đao. Con xin khấn nguyện trời cao, cho con kiếm được ông nào sống lâu. Đang làm cái gì ạ? Đang thay tá cho con á. Bộ con ý à? Ách to rồi à. Nhớ nha, bó phấn được vô cho nó hầm cái đít con nhỏ là tàu chết luôn á. À, dạ có chứ, em có đi làm. Nhưng mà trời ơi, cái văn phòng này nó dán quá đi. Anh nói tới tối tới mai cũng được nữa, không có sao hết trơn á. Mà khổ nổi cái ông chủ này nè. Không có chịu làm gì hết trơn á. Không có đi hoài à. Tối ngày đi tán gái hoài thôi. Ông biết em là vợ của anh, mà ông có rủ em đi casino hoài à. Không biết làm sao nữa. Trời ơi, em khổ ghê á. Cái điều này chắc là ông một tuần nữa thôi là em nói thiệt với anh nha, là ông sẽ đóng tiệm, ông đi ăn xin qua phê phút tem thôi, chứ không nói gì hết trơn. Khổ quá anh ơi. Thôi, ông vô rồi nha. Em cúp nha. Nhớ mua tá cho em. Ông quên, mua tá cho con nha. Rồi rồi, em gì à. Ha. Dạ nha, bye nha. Tàu có hung cái gì, tàu có khổ quá. Đúng rồi, kỳ quá. Có cớ quá. Thôi cô, hôm nay mình có cái hẹn nào không cô? À, dạ thưa luật sư có à. Thế cô đã làm hồ sơ sẵn chưa? À, sang tên nhà hay là ly dị? Đâu có sang tên nhà ly dị gì đâu. Không có gì hết trơn á. Chứ cái gì? Chỉ hẹn có luật sư làm 11 giờ, luật sư đi nhổ răng thôi. Tôi không hiểu làm sao bây giờ cái dạo này không ai thưa kiện gì là sao nhỉ? Có chứ luật sư, nhưng mà nó không có vô chỗ của mình. Cái đó là lỗi tại cô đó. Tôi mướn cô về đây không phải là để cho cô làm thư ký không? Cô đi ra đường hay cô đi tiệc tùng ma chay cưới hỏi đó, cô gặp ai cô phải xúi người ta thứ đó. Chứ còn cứ tình trạng này vài tháng là tôi đóng cửa đó, tôi trở về nghề cũ đó. Tàu ơi, nãy luật sư biểu con kêu người ta là chia rẽ hạnh phúc của người ta làm sao luật sư? Luật sư nói nè, đây nè, con có ghi nè, con ghi rõ ràng trong nè, đó, 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 luật sư coi nè, đó, nè ngang, đọc ngang, luật sư nè, văn phòng luật sư Trần Trừng Trị nè, đó, kinh nghiệm lâu năm về tội phạm hình sự, cũng như đòi bồi thường dân sự khác, đó, con ghi mẫu ngày luôn, con nói thiệt. Cô thấy cái thành phố ở đây là bây giờ bao nhiêu luật sư rồi, luật sư đông như kiến, mà cô quảng cáo cái kiểu đó thì nó, bình thường có ma nào nó để ý đâu, cô lấy giấy viết ra ghi đi, tôi đọc lại. Lấy giấy viết ra. Thấy chưa? Dạ chưa. Cho con mượn cái bàn nha. Rồi cứ ghi nè. Nói đi. Luật sư Trần Trường Trị. Ghi số 1 vào. Điều thứ nhất, luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Hết tiền rồi. Luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Trầu vơ hết tiền rồi làm mẫu. Rồi chưa? Rồi. Xuống hàng. Xuống dòng. Xuống hàng. Xuống dòng. Thì cô xuống đâu đâu cô xuống đi. Dòng ở hàng gì cũng được thôi. Đọc tiếp đi. Thứ hai, cam đoan sẽ đi dự đám tang nếu thân chủ của mình bị tử hình. Thôi nữa rồi. Cam đoan dự đám tang nếu thân chủ của mình tử hình. Xuống hàng. Thì xuống nè. Cái câu này cô viết hoa cho tôi. Bớt 50% cho thân chủ nếu là quả phụ dưới 29 tuổi. Bớt 50% dưới quả phụ 29 tuổi. À đó.
Trời ơi, nó thấy cái mặt luật sư nó chạy 80 độ rồi chứ đâu có làm chi đâu mà nó đó, đó xong rồi đó. Cô cứ ghi như vậy đi ha. Cô cứ quảng cáo như vậy đi thử vài tuần. Nếu không được thì tôi đổi quảng cáo khác nha. Alo. Dạ. Dạ dược văn phòng luật sư Trần Trường Trị ạ. À. Bác sĩ Quỳnh hả? À? Dạ có. Bác sĩ qua trao đi. Trao tới chiều cũng được nữa, nằm ngủ cũng được nữa. Trời văn phòng nó giống về à, không có ai chờ á. Em nói thiệt á. Qua trao đi. Thiệt á. Qua nghe. Rồi ha. Ai đó cô? Dạ bác sĩ Quỳnh làm thẩm mỹ Hồng Nhan đó, ở bên kia đường kìa. Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi? Ai gọi đến đây á thì cô làm ơn cô nói cho tôi là tôi đang có thân chủ hoặc giả là tôi đang cãi ở ngoài tòa. Tại sao cô cứ vạch cáo cho thiên hạ xem lưng ngoài vậy? Ai gọi đến cô cũng bảo ông ấy chồng gọng thì... Cô phải nhớ rằng ông bà đã nói là nhà hàng vắng khách là nhà hàng nó nấu không ngon. Còn luật sư mà vắng thân chủ tức là luật sư cãi dở. Cô hiểu chưa? Cô nhớ chưa? Thì đúng rồi, nói đúng rồi, cãi dở thì cãi dở chứ bắt con nói láo sao con nói được. Trong phòng luật sư mà nói láo thì ai vô? Thôi được rồi, cô về làm việc. Mướn ngay con khùng. Đó, ông qua đó kìa. Hello. Oh, hi doctor. Hi lawyer. Ba T. Hả? Gì ba T? Trần Trường Trị là ba chữ T đó. Ủa? Bộ chưa tới giờ mở cửa hay sao mà văn phòng thì không có người khách nào hết trơn vậy cô? Dạ có chứ, luật sư mở từ sáng sớm tới giờ luôn á mà không có ai hết trơn á. Oh yeah. Dạ, không có người nào hết trơn á. Được rồi, bác sĩ cứ cho bình thường, cho thoải mái luôn. Đánh bạc thì cứ đánh đi. Thua rồi quýnh làm gì làm. Không có sao hết trơn á. Lực sư con dễ chịu lắm. Sao nay rảnh như đây? Rảnh gì đâu rảnh. Ông biết mà, thời khóa biểu của tôi đó, từ sáng tới khuya đó, có lúc nào được nghỉ đâu. Ăn cũng không có thì giờ mà. Ông thấy không, đi ra đường phải bận đồ này nè. Chuẩn bị kêu về mẫu liền à. Bị sáng này có cái bà tới hẹn hút mở bụng. Chuẩn bị xong xuôi rồi, lên bàn mổ rồi, chích thuốc tê rồi, tính lấy máy ra hút bụi. Hả? À không, tính máy ra hút mỡ. Trời ơi, tự nhiên ông chồng nó xuất hiện lôi cổ về không cho hút. Nhờ vậy mới rảnh 2 tiếng qua đây tính rủ đi, ông đi ăn phở đây chứ. Ờ được, không, cảm ơn, sorry thôi. Ông thấy không nè, hồ sơ là ngập mặt như thế này nè, làm chưa xong nè. Tôi phải ra tòa cãi bây giờ này. Yeah. Thôi để hôm khác nha. Bận quá. Luật sư ra tòa cãi lộn nha, luật sư. Đâu có ai đâu mà cãi. Trời ơi, đi ăn phở đi. Tao này ăn bánh mì với xì dầu không. Trời ơi, nó ăn chết luôn. Cô à, cô nói tôi mới để ý nha. Cái văn phòng này tôi bước vô tôi thấy sao mà nó yên tĩnh quá. Tôi thèm được cái không khí vắng vẻ vậy mà không được á. Bên phòng mạch của tôi thì ui cha nó ồn ào, bệnh nhân đẩy ra không hết. Nói gì vừa tôi cha. Móc họng nữa đi. Không, tôi không móc họng, tôi nói thiệt. Nè, mở một cái văn phòng ra mà nó vắng như vậy là quý lắm. Thấy không? Muốn làm, muốn nghỉ. Mà nghỉ nhiều hơn làm. Thấy không? Buồn, lâu lâu muốn ngồi thiền, cũng không ai quấy rầy mình. Thôi mà móc họng nhau hoài chứ cha ơi. Nghĩ. Nhưng mà tôi nói thật cho anh nghe. Nói gì? Cái nghề luật sư của tôi á. À. Bây giờ tôi mới thấy là tôi lầm. Chứ hồi trước á, mà tôi biết là cái ngành giải phẫu thẩm mỹ mà kiếm được tiền nhiều như ông, thì tôi cũng đi học bác sĩ y khoa rồi. Cô à, hồi nhỏ đó, học trung học, ông học giỏi hơn tôi đó chứ. Ha? Lên đại học tôi năn nỉ ông đi là học y khoa với tôi. Ông nói thôi, để tôi học luật để làm chính trị. Đó, làm chính trị mà giờ ăn bánh mì xì dầu không à. Không, bác sĩ nói vậy cũng không phải. Luật sư em á, ổng cũng giỏi lắm á chứ. Sao? Coi như là, nè, em thấy để trong báo nè. Đây nè, luật sư nào có tài thật á, nhưng khổ nổi cái mặt của ổng á, nó bằng đảng quá đi. Ừ. Đó, đó ứng cử dân biểu 2 lần, bị rớt. Vậy? Xong rồi ứng cử nghị viên 2 lần cũng rớt luôn. Sao kỳ vậy? Ai biết. Mà rồi. Có ai bầu cho ổng không? Có.
À. Em coi hai cái giỏi của nó có hai cái vé trọng á. Phiếu chứ vé gì? Lộn xin nê hoài. Phiếu vé cũng vậy thâu trời mà nhà quê mà. À. Đó. Nhưng mà em dở ra em thấy á, một tên là vợ ổng với lại tên là con ổng. Ồ. À. Vậy thôi à. Anh Huỳnh ơi. Gì? Nhưng mà cái nghề luật sư của tôi mới là cái nghề cứu đời. Chứ còn cái nghề giải phẫu thẩm mỹ như anh thì chỉ có biết kiếm tiền chứ có giúp ích gì được cho đời đâu. Ông nói lộn rồi nha. Ông chỉ cứu được những kẻ phạm tội khỏi đi tù thôi chứ cứu ai. Còn tôi nè, một người đàn bà sắp bị chồng bỏ, tới gặp tôi tân trang lại, chồng yêu thương trở lại. Có nghĩa là tôi là cứu giúp cho người ta, thấy không? Bảo vệ hạnh phúc gia đình. Như vậy sửa sắc đẹp, có nghĩa là tạo cho người đàn bà tự tin hơn, thấy không? Dễ dàng trong cuộc sống. Sửa sắc đẹp là làm cho xã hội càng ngày càng nhiều người đẹp, ít người xấu, như ông vậy đó. Nói tóm lại, sửa sắc đẹp là làm đẹp cho cuộc đời. Beautiful life, baby. Nhưng mà ông giải phẫu thẩm mỹ cho người đàn bà, rồi ông nhìn vào đi, ông có biết chỗ nào thật, chỗ nào giả không? Nói chuyện trong mệt quá. Em, bác sĩ nói nghe nè. Trời ơi, nói chuyện mà quên cái business. Đây, business card của bác sĩ đó ha. Thẩm mỹ viện Hồng Nhan. Dạ. Sửa mũi 1,000, cắt mắt 2,000, bôi ngực 3,000, hút mỡ bụng 4,000, tân trang toàn diện từ trên xuống dưới, giá sĩ 8,000. Khi nào em cần, qua bác sĩ có giá đồng hương. Mắc quá, không được. Thôi, được rồi, trời xin sao đớ vậy. Trời ơi, thằng chồng ấy, nó biết em sứa nó về, nó quánh cái mặt em từ lưa. Là em má em nhặt em không ra luôn. Thôi, trả lại cho bác sĩ. Không, em biết, bác sĩ biết là em làm ở đây không có nhiêu tiền. Thôi, giờ bác sĩ bớt em 4,000, cho em trả góp, không lấy tiền lời. Thật cũng không được nữa. Sao vậy? Thôi chồng nó nói trời xin sao đỡ vậy thôi à. Nó không có cho em sửa đâu. Thôi thôi bác sĩ đừng có dụ em nữa. Thôi hả? được rồi không làm đâu. Không quýt em. Trời đất ơi. Đây nè. Bây giờ em quay một vòng bác sĩ coi coi. Quay hả? À. Đẹp. Đẹp lắm. Quay trước coi. Phía trước hơi bằng phẳng. Cần phải sửa lại cho nó nhấp vô chút xíu nữa cho hấp dẫn. Bác sĩ nói cho em nghe, ngày xưa người ta nói là hồng nhan bạc phận, nhưng mà ngày nay á, tới thẩm mỹ viện của bác sĩ thì em sẽ trở thành hồng nhan bạc triệu. Anh ơi, anh đến đây mời tôi đi ăn phở hay là anh đến đây để anh dê cô thư ký của tôi? Tôi đang bận sổ sách, đang bận sổ sách bỏ mẹ nữa, nghe anh nói thế này nữa. Bây giờ ông có rảnh ăn phở với tôi không? Tôi nói rồi, anh thấy sổ sách không? Tôi đã ra tòa bây giờ mà. Thôi, sorry hôm khác đi nhá. Ok, vậy thôi tôi về. Ở bển còn cả chục ca mổ chờ chứ đâu phải tôi đâu có rảnh. Chừng nào tôi mổ xong rồi tôi qua đây cho ông cho tôi nhằm nhờ chút xíu cho yên tĩnh nha ông. Thôi bye nha. Em, giữ cái ca bác sĩ đi. Bye bye nha, luật sư Ba Tê. Dạ, bye bác sĩ. Luật sư sao không đi ăn phở đi? Tao tối nay gặp bánh mì hoài ơi. Thôi cái chuyện bánh mì của tôi, cô về bàn đi nhá. Khùng tập 2. Chào cô. Dạ chào bà. Luật sư có đây không cô? Dạ. Gấp quá không kịp gọi phone lấy hẹn trước. Cô thông cảm nhá. Cô làm ơn vào nói thư với luật sư giùm tôi. Cho tôi gặp luật sư một vài phút thôi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Nhá. Nói gì mà nói dữ vậy trời. Bà muốn gặp luật sư phải không? Đúng rồi. Đó. Bà qua em đó gặp đi. Dạ vâng. Luật sư ơi. Có khách. Có khách đó. Nói đi, nói cho tới chiều luôn đi. Nha, bây giờ em đi đi làm. Rồi, cô đi đi, cô đi lo quảng cáo cho tôi đi. Chào bà, tôi luật sư Trần Trường Trị. Tao nói tới mai, tới mai. Chào luật sư. Em nhớ ra rồi. Nãy bước vào nom thấy mặt luật sư, em cứ tưởng là tội phạm. Dạ không. Chuyện là như thế này. Tuần trước đó, em có đi đánh ghen nên bị bắt. Lúc mà bị giam ở sở cảnh sát á, em nhìn thấy nhiều khuôn mặt nhìn hao hao giống luật sư nên em thử. Cho nên cô thấy tôi quen thế gì? Dạ vâng. Tôi tò mò tôi hỏi cái này nhé. Dạ. Thế bà đến đây là do ai giới thiệu hay là bà đọc quảng cáo trên báo? Đâu có ai giới thiệu đâu. Mà em có đọc báo bao giờ đâu. Chứ sao bà biết đây bà tới? Hay luật sư quên rồi à? Cách đây một tháng, chính luật sư là người đứng ở bến xe bus phát mấy cái flyer, luật sư nhớ không? Luật sư dúi vào tay em một cái này.
Lúc đấy em tính quăng mẹ vào sọt rác rồi. Nhưng mà nhìn thấy mặt luật sư tội nghiệp quá nên em bỏ đại vào trong bóp. Không ngờ hôm nay lại có dịp lấy ra xài. Nhưng mà tôi hỏi bà bây giờ bà cần tôi giúp gì? Dạ thưa luật sư, chuyện là như thế này. Cách đây một tháng, không, cách đây vài năm, em có đi sửa sắc đẹp. Nói toạc ra là em đi bơm ngực. Thấy không luật sư? Thấy cái gì? Bơm ngực. Thấy rồi, thấy rồi. Không, luật sư làm ơn nhìn kỹ em. Tôi thấy hai chai bưởi Biên Hòa cứng ngắc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà là bây giờ cái chuyện bơm ngực của bà có dính dáng gì đến tôi không? Hả? Dạ dính chứ. Không dính dáng em tới đây kiếm luật sư làm cái gì? Thưa luật sư, như thế này, em bảo ông bác sĩ ông làm cho em si khớp thôi, nó mới hợp với thân hình của em, đúng không luật sư? Nhưng mà ông bảo với em à, lỡ bơm ấy thì bơm cho bự. Đặc biệt hôm nay ấy, phòng mặt khai trương nên ông tặng cho em cái giá đít cao. Bơm one get one free. Bơm hai bên tính tiền có một bên. Em thì được cái tính hàm rẻ nên em bảo ông là bác sĩ muốn bơm bao nhiêu thì bơm. Không ngờ ông lại bơm cho em super size. Ngực to thì tốt chứ sao mà. Tốt cái gì? Ông bơm to quá. Nhiều lúc em đi em cứ muốn suýt nữa là sắp ngã xuống, chúi ngã xuống đất này. Em bây giờ em cảm thấy tức ngực và khó thở. Nói thật với luật sư, ai mà đụng vào giống như hai quả bong bóng, mất hết cảm giác. Thưa bà. Dạ. Cái thứ nhất là tôi không có thời giờ. Bà đừng làm phiền tôi. Dạ. Nên cái thứ hai tôi không có thời giờ mà tôi đứng đây để cho bà khoe ngực. Nhá. Khoe cái gì mà khoe? Còn cảm giác nữa đâu mà khoe. Thưa luật sư. Luật sư à, em tới đây á là em nhờ luật sư thưa cái ông bác sĩ ra tòa đòi bồi thường thiệt hại lại cho em. Thưa ra tòa? À, dạ vâng. Sao bà không nói trước? Mời bà ngồi. Mời dạ bà vâng, ngồi. Dạ vâng. Mời bà dạ ngồi vâng. Đấy. Cái chuyện nào cũng vậy, bà nói dài quá tôi không hiểu, cho nên là bà cứ nói trước là bà cứ là hay là thế. Dạ vâng. Tôi hỏi bà là ông bác sĩ nào sửa cho bà đó? Dạ ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh ấy, thẩm mỹ viện Hồng Nhan bên kia đường kìa luật sư. Thế à? Vâng. Thế bà tính đòi bồi thường thiệt hại bao nhiêu? Dạ thưa luật sư, em tính đòi bồi thường thiệt hại khoảng 100.000 thôi. Luật sư thấy có nhiều không luật sư? Một cái tai nạn thảm khốc như thế này dạ. Mà bà đòi bồi thường có 100.000 à? Tôi hút cháo à bà? Là sao luật sư? Bà phải đòi thường 1 triệu đồng. Một triệu đồng. Thế có nhiều không luật sư? Thưa bà. Dạ. Tôi là luật sư Trần Trường Trị. Những cái kê dân sự mà dưới 1 triệu đồng như thế này thì dứt khoát tôi không bao giờ tôi nhúng tay vào. Nhưng mà luật sư, em luật sư nhắm có được không luật sư? Tại sao lại không? Ở đời có những cái người đàn bà đau khổ như bà, đang đau khổ như bà mà lại không biết mình đau khổ. Dạ. Và vì thế mới cần những người luật sư tài giỏi như tôi để nói cái nỗi khổ đau của bà. Dạ vâng, dạ vâng. Bà nghe đây. Dạ vâng. Ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh dạ. đã tặng cho bà 2 trái dưa hấu bự quá. Dạ. Cũng vì 2 trái dưa hấu đó nó bự, nó sẽ trở thành cái gánh nặng 1000 cân mà bà phải đeo trước ngực như thế này. Rồi vì cái gánh nặng đó nó từ từ nó sẽ kéo cái lưng bà cong xuống. Rồi bà sẽ phải chống gậy mà bà đi, bà hiểu chưa? À không, bà bình tĩnh, bà ngồi dạ. Cái đó là tôi nói chuyện về đường dài thôi. Dạ vâng. Nhớ. Còn hiện tại bây giờ bà nói là ngực bà mất cảm giác. Đúng, đúng, bà mất cảm giác thì chồng bà nó sẽ chán bà, nó bỏ bà và nó đi lấy vợ bé. Bà bị khủng hoảng. Và từ đó bà giờ điên giờ khùng, sống không ra sống, chết không ra chết. Bà không có thể nào mà lo làm ăn, nấu nướng, nuôi con được đâu. Và cũng chính vì thế, cái nỗi khủng hoảng đó nó sẽ làm cho thân thể của bà mỗi ngày mỗi gầy đi. Không, không, em càng ngày càng béo ra luật sư. Nếu mà béo à? Dạ vâng. Thế thì càng đúng, nguy hiểm hơn nữa. Dạ. Tiếng Mỹ nó gọi cái đó là bệnh depressed. Luật sư, mà depressed là gì? Em chẳng hiểu cái nghĩa là gì cả luật sư. Từ ngày tôi ra hành nghề cứu đời cho dạ. tôi đã gặp không biết bao nhiêu cái người đàn bà có cái bộ mặt hung ác mà đầu óc lại lú lẫn giống như bà. À không, đơn giản giống như bà. Bà phải
tưởng tượng ra một cái viễn tưởng đen tối, một cái màu tang thê thảm đang từ từ kéo đến để phủ lấp cái tương lai tươi trẻ của bà. Vì ai? Vì ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh đã tặng cho bà hai trái dưa bự quá. Nhưng mà thưa luật sư. Bà đứng. Dạ dạ vâng. Lệch dạ. Rõ. Dạ. Lệch. Dạ. Bên to bên nhỏ. Không 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 không. Bên to bên nhỏ là lỗi thằng chồng em, nó thuận tay trái. Một người bác sĩ giỏi, dạ, trước khi bơm phải hỏi chồng bà thuận tay nào. Dạ. Rồi từ đó ông ta mới trừ hao đi bơm là vừa. Ồ. Bà dứt khoát đòi 1 triệu nữa thôi. Dạ. Luật sư ơi, luật sư muốn đòi bao nhiêu thì đòi, chăm sự nhiều luật sư. Miễn sao em không phải chi đồng nào là được rồi. Mọi chi phí văn phòng chúng tôi lo hết. Nhé. Dạ vâng. Bây giờ bà đi qua bên này. Dạ vâng. Bà điền cho tôi mấy cái chi tiết cá nhân đi. Dạ, dạ. Rồi tôi sẽ tiến hành thủ tục thưa ông. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn luật sư nhiều nhé. Dạ. Dạ, em làm liền. Xin mời bà. Dạ, dạ, cảm ơn. Trời, luật sư, thưa tư bản của luật sư thì có siêu bác sĩ Quỳnh á. Ông mới mời luật sư đi ăn phở đây mà. Cô thấy không? Ở hiền gặp lành. Tôi có cái linh tính trước nên dứt khoát tôi đâu có nhận lời đi ăn phở với ông ấy đâu. Trời, đúng là gà què ăn quắn có say. Trời ơi. Cô lo cái việc của cô đi. Nha. Một người luật sư giỏi là phải biết gác bỏ cái tình cảm cá nhân qua một bên để thưa. Thế chứ? Bà mà có tiền bà kêu tôi thưa, bố tôi ra tòa tôi cũng thưa đó. Cô có lo làm việc của vậy cô. Là luật sư thưa nha, không phải em nha. Bây giờ em gọi cho bác sĩ nha, bác sĩ để bác sĩ mướn luật sư khác biện hộ giùm. Không phải em nha. Cô cứ gọi cho ông rồi mình phải làm cho nó đúng luật lệ cả chứ. Hello. Bác sĩ Quỳnh hả? À? Qua đây mau lên. Trời ơi ông luật sư Trần Trường Trị nè, ông thưa bác sĩ nè. Ông thưa bác sĩ là bơm mực gì đó không biết nữa. Cái to cái lớn gì đó không biết. Nên bây giờ đi qua qua liền đi, qua liền đi nha. Chứ em không dính dáng cho chuyện này đâu á. Bye. Mình trúng mánh à, có thấy chưa? Tôi đang buồn ngủ mà gặp chú mánh. Gà què ăn quắn có say thì nói cho rồi. À, anh Huỳnh, tưởng bận lắm chứ sao mà qua lẹ vậy? Tôi bận chứ đâu có ế gì không? Hả? Đang ca bơm ngực, mới bơm được phần nửa à, phải bỏ chạy qua đây. Tức quá mà. Tôi nghe cô thư ký đó là ông thư tính thưa tôi phải không? Trời ơi, luật sư, trời ơi. Tôi thưa thật chứ tính cái gì? Thưa thật hả? Mà thưa tôi cái gì? Ông nên nhớ nha, tôi với ông là bạn bè mấy chục năm nay rồi. Tiền cá độ bóng đá ông thiếu tôi mấy tháng chưa trả mà. Sao giờ ông nở lòng nào thưa tôi là sao? Anh Huỳnh ạ, thiếu nợ đó là cái personal. Còn thưa nhau ra tòa đó là cái business. Cho nên ở Mỹ này anh đừng có lẫn lộn giữa personal và business. Nguyên tắc quá ha. Mà thưa tôi sao được? Đưa được. Cái bà đó là tới tình nguyện năn nỉ tôi bơm. Thế không? Thưa tôi làm sao được? Anh nghe này, người ta đòi anh bơm một trái cam, anh chơi cho người ta thành bằng trái bưởi. Người ta đòi anh một trái dừa xiêm, anh chơi tặng người ta hai trái dưa hấu, làm sao không thưa anh được? Ông ơi, mấy cái bà đó toàn là xạo không à. Bà nào tới cũng đòi bơm cho lớn, tôi cản đâu có được. Thấy không? Không tin đó hả? Ông về ông hỏi vợ ông đi. Chính bàn tay tôi đã sửa cho vợ ông cách đây 3 năm. Trời ơi, 3 năm rồi tôi xài đồ giả mà tôi không biết sao. Bởi vậy mới nói. Không, nhưng mà người ta... Nhưng gì? Còn nữa, con gái ông không nhờ bàn tay giải phẫu thẩm mỹ của tôi, sức mấy mà nó lấy được thằng chồng ngon lành như bây giờ. Ông nhìn là ông đi, mặt mũi ông mà con gái ông giống y hệt ông à. Khác cái là không có râu thôi. Trời đất ơi, để tự nhiên thì ai thèm lấy. Bởi vậy tôi là người đem tới hạnh phúc cho gia đình ông, cũng như bao nhiêu gia đình người khác. Nhưng mà cái bà đó bà thưa ông là vì ông làm cho ngực bà mất cảm giác. Ba tê à. Trời đất ơi, ông là đàn ông mà không biết cái gì hết trơn á. Phụ nữ sửa sắc đẹp là để tạo cảm giác cho đàn ông, chứ đàn bà đâu cần cảm giác. Ông có feeling là được rồi, còn vợ ông có feeling hay kệ nó. Anh Huỳnh. Gì? Anh là bác sĩ. Ừ. Tôi là luật sư. Ừ. Tôi và anh đều sống chết cho cái nghề nghiệp của mình hết. Ừ. Bệnh nhân đến bảo anh bơm chỗ nào thì anh bơm chỗ đó. Ừ. Còn tôi, thân chủ tôi đến bảo thưa thằng nào thì tôi thưa thằng đó.
cho nên mong anh thông cảm cho nha. À tôi cũng thông cảm lắm chứ. Nói thiệt, cái phòng mạch tôi đối diện với văn phòng của ông á, mỗi lần mà tôi trưa tôi nhìn qua tôi thấy sao mà nó giống như là như là nghĩa trang hun hút rồi đó. Tôi cũng buồn thắt ruột vậy đó. À bây giờ như vậy, thật ra tôi không phải sợ đi hầu tòa đâu, mà tôi thấy không chịu, tôi bề bộn quá, bận lắm, cho nên tính về nè, bây giờ ông dẹp cái vụ kiện đó đi, đưa cho ông 10.000 xài chơi hay sao? Bao nhiêu? 10.000 đô. Ít quá, đưa ông ra tòa sướng hơn. Bèo quá. Bèo hả? 10.000 đô là ba cặp ngực lưỡi của tôi rồi đó ông nội. Trời đất ơi, bèo hả? Được rồi, ông ép tôi chứ gì, muốn thưa chứ gì, thưa đi, tôi đi hầu. 10.000 không muốn hả? Một sen cũng không có. Tôi nói cho ông biết, thưa tôi sao được. Nè, tôi cho ông coi, bất cứ bệnh nhân nào trước khi lên bàn mổ đều có làm giấy thỏa thuận cam kết với tôi. Đọc đi rồi thưa. Tờ cam kết, tôi tên là Trần Thị Tơ Liễu, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1963. Nhờ bác sĩ Võ Đình Huỳnh bơm ngực cho tôi cam đoan chịu mọi trách nhiệm nếu có điều gì sai sót xảy ra. Ký tên, Nguyễn Thị Tơ Liễu. Thưa đi, tôi đi hậu. Anh Huỳnh, em nghe bà này. Anh thưa đi. Không, anh đừng ép tôi mà. Anh đừng nóng, anh từ từ anh nghe tôi nói. Nói gì? Chào khán giả đi. Hai người sao chẳng đủ, kêu hai người nữa ra mới đủ chứ. Mời cô thư ký và bà khách hàng. Dạ, cảm ơn chú Ngạn và cảm ơn chị Kỳ Duyên rất nhiều. Và lời nói đầu tiên xin gửi đến quý vị khán giả của Paris Monai là chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Dạ, kính thưa quý vị, cũng như quý vị đã biết là từ ngàn đời xa xưa, ông cha ta cho đến chúng ta, ai ai cũng đều sanh ra và lớn lên bởi từ một người cha và một người mẹ. Đó là định luật tạo hóa đất trời, không ai có thể mà sửa đổi được. Nhưng theo tôi biết có người dám cãi lại định luật đó. Không được sanh ra bởi từ một người cha và một người mẹ, vẫn lớn lên tồn tại phát triển bình thường, thậm chí rất tài giỏi. Người đó là ai? Đó chính là Tôn Ngộ Không. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Mặc dù anh ta được sanh ra từ một hòn đá, nhưng vẫn có tên là Tôn Ngộ Không. Thì tại sao tôi được sanh ra từ một người cha và một người mẹ thì làm sao không có tên tuổi được? Đó là lý do vì sao bây giờ xin phép giới thiệu tên tuổi tôi cho quý vị cùng nghe. Dạ. Yeah. Tôi họ Tào, tên Lao. Dạ, tên đầy đủ của tôi là Tào Lao. Dạ, trở lại vấn đề. Thưa quý vị, cũng từ ngàn đời xa xưa ông cha ta đến chúng ta, và dạ, ai cũng là sanh ra và lớn lên bởi vì bầu sữa mẹ. Sữa mẹ là tốt nhất. Nhưng theo tôi biết, có một người cũng cãi lại định luật đó, không dùng sữa mẹ, tự phát triển, tự sản xuất, tự uống và tự lớn lên bình thường. Người đó là ai? Dạ, đó chính là ông Thọ. Dạ, tự sản xuất, tự uống rồi tự phát triển, tự lớn lên luôn. Dạ, thưa quý vị, nói chơi thôi, bây giờ đến với chương trình, trở lại chương trình của chúng ta. Quý vị tự biết là Trung tâm Thuyết Nga Personai thường tổ chức những cái chương trình để hạn như là cuộc thi Vista, rất là quý vị rất là nhiều quan tâm. Và bây giờ để tới cuộc chương trình đó, mời quý vị hãy đến với chương trình là cuộc thi tuyển chọn tài năng Vi Vu. Yeah. Bắt đầu, mời. Tào Lao. Sai, làm lại. Hey, quyết đi thi, không huệ quải, không giật giải, sẽ không về, không về. Yeah. Chà, khí thế quá. Hai người vô đây thi phải không? Không. À? Vậy vô đây làm chi? Thi. Vậy nói cuộc là thi hay không thi? Thi chứ. Ai thi trước? Dạ em. Rồi. Giới thiệu tên tuổi, thi. Dài lắm. Dạ. Tôi biết là dài, vẫn giới thiệu đi. Dài lắm. Tôi biết là dài lắm nhưng phải giới thiệu để người ta ghi vô hồ sơ. Dài lắm. Tôi thấy bà ngắn cũn như vậy đâu mà dài. Cái tên của tôi dài lắm. Tên dài lắm. Ừ. Họ dài, tên lắm, tên là dài lắm. Ừ. Chà, dữ. À,
Sao đặt tên vậy vậy? Cái tên là cái vía ba má tôi đẻ. Con nít bình thường là 60cm. À. Đẻ tôi ra có 6cm à. Sao? Đặt nhờ đặt cái tên có cái vía vậy mà tôi dài cho ớn không? Ồ, dài quá. Cỡ cây thước dây gì đó. Dạ, nguyên cây luôn á. Rồi. Dạ. Thi gì thi đi. Cái gì vậy? Nói vậy là sao xúc phạm tôi nha. Anh vô đây tôi chưa thi tài năng mà nói thi gì thi đi lỉ, nói gì rồi sao? Xin lỗi anh nè nha. Hồi đó tôi đẻ ra đó, ba má tôi đẻ ra dưới quê cúp điện tá hù mà đẻ ra cái mặt tôi sáng y chang gầm nè. Phải không? Sáng cái sợ. Ừ, anh thấy sáng không? Quá. Mặt tôi phải sáng, đẻ ra là sáng nè, phải nhặt anh, mặt tới hù. Anh thấy không? Nè, coi mặt tôi nè, đó, sáng dễ sợ. Mặt sáng y chang gầm. Coi mặt anh tới hù. Thôi bà nội, bà làm tôi không biết vậy. Bà đưa bà mặt lên, bà đưa tôi off rồi sao mà nó không tối được. Ủa vậy hả? Bà thử đưa qua tôi bà mở lên coi nó sáng không? Vậy, mặt em sáng à? Đó, qua mặt anh. Đưa mở lên coi, sáng không? Gì vậy? Hết pin. Tào lao. Thi đi. Nãy giờ vô đây em thấy em nói lưu loát không? Lưu loát. Không có chữ nào dắt chữ nào, không bao giờ liệu chữ, không bao giờ quên lời. Hay. Nói vô cùng lưu loát cho nên mọi người ủng hộ em tới đây thi. MC. Dạ không. Làm cái gì? Thơ. Là... làm gì vậy? Không làm gì vậy? Cổ động tôi đó. Hay hay quá, hay quá, thi thơ. Hay mà hay. Nói cho cố dài càng lan đại hải đúng cùng là thi thơ. Bà yên bà không? Dạ tôi thi tài năng, tôi muốn thi rồi. Gì tôi thi. Rồi thi đi, thi đi. Tôi bắt đầu đọc thơ phải không? Rồi làm thơ đi. Dạ anh chuẩn bị nghe nha. Rồi chuẩn bị dạ. Nghe. Châu ơi, ta bảo Châu này. Lại biểu Châu. À. Cái gì? Tôi là ban giám khảo nha. Em thấy anh đen đen tưởng Châu, em xin lỗi. Tào lao. Thi. Giống Châu. Dạ. Châu ơi, ta bảo Châu này. Ừ. Châu ra ngoài ruộng đi cày với ta. Ừ. Đầu lòng hai ả tố Nga. Hả? Thúy Kiều là chị, em là Thúy Dân. Cái gì? Ông làm gì? Ông làm. Ông làm gì? Hay hay quá mà anh. Hay cái gì mà hay? Dạ. Tân tân cổ giao duyên. Dạ. Tân cổ giao duyên cái gì? Mà đem bà gắn ông này mà cắm vô đuôi bà nọ là sao? Hả? Ơi, trời anh sao anh khó quá. À? Anh có biết ngày xưa Thúy Kiều, Thúy Dân hồi nhỏ ta cũng đi chăn trâu vậy? Sao anh biết được người ta làm vậy? Chăn trâu đâu biết vậy mà bà đem bà lấy cái này mà gắn con kia là không được. Cái này là bà ăn cắp thơ và bà chế thơ là khác, hiểu chưa? Cái này của mình. Không được à? Không được. Cho em cơ hội khác được không? Thi làm gì mà làm gì ghê vậy? Năn nỉ. Cơ hội đúng không? Dạ. Rồi cho cơ hội nữa làm đi. Dạ. Thi cái gì? Kể chuyện. Kể chuyện hả? Dạ. Chuyện gì? Chuyện cười. Cười hả? Bà chưa kể em... bà cười bà nói. Không phải. Tự nhiên em nghĩ. Cái gì? Em nghĩ đến cái chuyện mà em sắp kể cho anh nghe. Là mắc cười đó đúng không? Chắc em chết. Bà kể mà là tôi nôn quá rồi. Chuyện sao? Bà kể tôi nôn quá nè. Hồi sáng. Hồi sáng sao? Em đi ăn sáng đó. Ừ. Em vô. Ừ. Em kêu bộ tổ tiêu. Chắc chết. Chưa có cười được. Chưa. À chưa. Ừ. Chỗ này mới cười. À, chỗ này mới cười. Bà bán quán ra. Bà mới. Chắc tôi chết chứ bà này quá. Bà sao? Bà mới bưng ra cho em tô phở. Chưa có cười được. Em chưa có nói sao anh cười. Quên. Xin lỗi. Em sao? Chắc tôi chết rồi này. Bà là tôi muốn chết với bà như này. Cái ừ. em mới nói là ừ. Chị ơi lộn rồi. Bà nội. Chưa có cười. Dạ chưa, cái bà nó mới trả lời mới cười rồi. À bà trả lời sao? Dặn đẹp chứ em đột quỵ bây giờ. Rồi khổ rồi. Ừ. Bà đó bà mới nói ừ. Dạ để tôi đổi cho chị tôi khác. Trời ơi đổi tôi. Cười chưa có cười được. Bà tưởng bà cười hoài. Dịnh đây câu này đỉnh nè. À câu đỉnh nè. Câu đỉnh dịnh không nè. Bà trả lời là bà cười. Để em chuẩn bị cười anh. Bà ràng cười chắc bể bụng mau. Dạ. Sao mà anh biết sao không? Tôi mới nói. Ừ sao? Để đó em ăn cho. Chết. Đi về. Mày muốn ra. Bà tào lao hả? Cười chỗ nào? Có một mình anh không cười, ở dưới đây ai cũng cười. Dạ. Vỗ luôn kìa. Yeah. Khó quá, ban giám khảo mà khó quá. Yeah cái gì? Tôi cho mày veo trong luôn bây giờ. Không, ta cười thiệt mà anh. Cười cái gì? Người ta là khác, còn tôi khác, tôi là ban giám khảo nè. Tôi chấm cho cô nè. Cô phải cho tôi cười mới được.
Vậy không được hả anh? Không được. Chuyện tao lao cười. Cái gì nữa bà nội, cái gì vậy? Cho em thêm cơ hội nữa được không anh? Nhớ là bất quá tam thôi nha. Dạ. Ba lần thôi nha cha. Dạ, dạ. Rồi làm cái gì? Dạ em hát. Hát được không? Đừng có khi dễ mình nha. Ừ. Em nói cho anh biết toàn bộ khán giả dưới đây là người nhà của bà. Không. Cái gì? Nhà tôi đâu tiền mua vé nhiều đây chứ. Dạ người nhà em mua hai vé ngồi chót thôi kìa. Cái quê lên thì đâu mua vé. Chị bà giới thiệu con chí. Fan của em đó. Yeah. Thấy chưa? Thấy fan em khủng khiếp đó. Fan em. Bà chưa đi thi mà có fan rồi đó hả? Fan của em không, trước khi em hát là em phát cho ngồi cái spell ở dưới rồi đó. Hả? Hát không nghe là bực ngửa liền. Ở nhà ông anh em ăn bơ tô cơm ăn vậy nè. À. Em tức giọng hát lên ông là ông bực ngửa sáu vòng đứng sững cho bưng tô cơm ăn tiếp khủng khiếp không? Rồi bà nói thôi nghe tôi hồi hộp quá bà nội. Cái giọng em nó gọi là giọng khủng đó. Rồi phải không? Phải không? Yes. Làm liền, thiết liền. Hát không? Hát liền, dạ. Hát liền. Rồi. Cục vậy hả? Con bướm xinh mà lại con gì? Con bướm của anh nó còn sống, nó xinh xắn. Con bướm của em không biết thằng ông nội nào đập nó chết trước nhà, nó xinh, nó ghê lắm. Nó chung phình ra bá, em thấy em phải hát đúng bài chứ. Thôi dẹp đi, bà làm tôi không biết bài này. Bài này bài con bướm xinh người ta hay gần chết vậy đó. Mà bà gấp, bà đạo nhạc, bà làm tập đâm ra đây hả? Cái gì? Vậy là rớt anh. Rớt rồi. Không buồn. Sao vậy? Biết đi thi sẽ bị rớt. Nếu bị rớt sẽ không buồn. Nếu có buồn sẽ cởi chuồng. Cái gì? Lao lao, mới nói cái gì? Dạ không, em đọc cho nó suông mỏ vậy thôi. Chứ em đâu có khùng đâu em cởi chuồng. Đâu có tự nhiên phi vậy đâu cha. Làm cho tôi khùng vậy. Tào lao. Tào lao. Tưởng vô làm gì tùm lum tùm la, không mà làm xí cầu. Tưởng đi đâu vô cái là phải không có đi ra. Bảy năm bạ không. Bực bội gì đâu. Đó. Hình như đi chung với con nhỏ kia thì phải. Tôi nghi lắm rồi nha. Nè, tới đây. Ông á, tới đây. Anh kêu em hả? Kêu ông chứ kêu ai? Tới đây. Em hồi hộp quá. Trời đất ơi ông... Em gồm quá anh ơi. Ông mặc đồ võ sĩ boxing mà ông rút lên sao? Em bận cho nó không khí thôi à. Chứ thật sự em ôm yếu mong manh dễ vỡ lắm. Ừ, do ông thi mà ông mong manh dễ vỡ sao ông thi? Dạ, em gồm quá à. Em mất bình tĩnh, mà em mất bình tĩnh là em quên. Em quên là em phải sức dầu. Trời ơi, hôm nay thi toàn là quái vật thi không mà trời. Ra, sức dầu vô, sức dầu vô. Thôi em sức miếng dầu. Sức dầu, nhanh nhanh rồi thi. Sức đi. Trời ơi, sức dầu rồi, xịt xì dầu vậy trời. Em sức nha anh. Rồi, sức đi, sức đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông lại. Ông sức không? Ông sức luôn làm chi vậy? Em thích hửi mùi dầu. Ừ. Mà da em bị dị ứng với dầu. Rồi sao? Dạ, anh chịu khó sức miếng dầu. Em hửi được mùi dầu là anh hết có điên đầu. Trời đất ơi, khổ quá rồi. Hửi đi, nhanh như đồ thi. Cảm ơn anh.
Làm gì nổ da gà hết trơn nội ơi. Phải bình tĩnh chưa? Dạ bây giờ em bình tĩnh lắm rồi nè. Bây giờ anh hỏi em đi. Anh hỏi em cái gì em trả lời anh hết. Em bình tĩnh lắm mà. Tên gì? Dạ em tên gì anh hả? Ông tên gì cũng hỏi tôi sao trả lời được cái đâu. Anh ơi. Cái gì nữa? Anh đừng có la lớn. Anh la lớn là em gùm. Gùm sao? Em gùm là em mất bình tĩnh. Tỉnh rồi sao? Em mất bình tĩnh là em quên. Quên rồi sao? Quên là em phải sức dầu. Trời đất ơi khổ quá mà thiệt. Cho em sức miếng dầu. Miếng dầu nó sức đi nhanh lên. Rồi sức đi nhanh nhanh nè. Sức nha anh. Ừ. Mà cái gì vậy? Rồi hít lại đi. Lại đi thấy. Anh ơi. Sao? Em thích. Ê bậy nha bậy nha. Tào lao nha. Thử thử cái gì đây. Cô thích thích cái gì đây không. Ô mày dạng dễ dãi nha. À, xin lỗi anh. Không phải, ý em nói em họ thích và dạ, tên coi và dạ, tên đầy đủ của em là thích đứng coi. Tên nghe không mà khó chịu rồi đó. Thích đứng coi đúng không? Dạ. Rồi. Quên nữa nói chuyện ông nội phải nhẹ nhàng quá ông xỉu nữa mệt. Anh nói gì? Thầy. Anh nói gì? Thầy. Sao anh là lớn quá giờ? Anh là lớn là em gồm. Mày rung là mày sức giàu đúng không? Mày đưa đây khổ. Đúng rồi. Yeah. Rồi mày hử đi nhanh lên mà hử luôn. Rồi. Mày thi đi. Thi. Em thi gì anh? Thi tài năng. Dạ em đâu có thi tài năng gì đâu anh. Chứ mày vô đây chi? Dạ em vô em coi. Trời tên em là thích đứng coi mà. Dạ chủ yếu là vô em đây em coi. Chứ con nhỏ bạn nó thi. Dạ mà nhỏ bạn nó thi xong rồi dạ xin phép cho em về. Tào lao. Vô không có làm gì sức đầy dầu. Trời đất ơi nó hôi rinh cái dầu gì không biết. Chết tôi rồi. Hồi phải không anh? Hồi. Hồi không? Hồi. Dạ dầu hôi là nó phải hôi thôi anh. Trời ơi, dầu hôi tôi hả? Em dạ anh nè. Anh nhớ đừng có đứng gần lửa nha. Đứng gần lửa nó phụt. Chảy anh. Nhớ nha, đừng có đứng gần lửa. No smoking. Nhớ nha. No smoking. Biết. Thằng không. Trời đất ơi mấy anh ơi coi kỹ kỹ giùm tôi nha. Kiểm tra từng người một. Khổ quá mà thiệt. Kiểm chuẩn bị đừng cho lửa lít vô đây hết trơn nha. Thí sinh kế tiếp đi. Đó. Thí sinh là phải như vậy. Mặc đồ phải là lịch sự như vậy. Ai như hai đứa khùng kia. Tàu lao không. Rồi. Chào em. Em có thể giới thiệu tên tuổi rồi mình thi. Dạ em tên Đậu. Cái gì Đậu? Thi là Đậu. Chà, tên nghe sốc quá ha. Thi là Đậu ha. Rất là tự tin. Có thể nào san sẻ có bí quyết tại sao lại tự tin vậy không? Em có bí quyết tự tin như thế này. Rồi. Là nhờ em xài sản phẩm collagen linh chi của Che. À, collagen linh chi nè ha. Cái này tốt lắm đó nha. Dạ. Ê, cho tôi được không? Dạ em tặng cho anh. Ừ. Hy vọng là anh uống xong tóc anh sẽ mọc nhiều vì anh hói quá. Mới gì chọc quê bà nội. Rồi thi gì? Dạ em sẽ thi tiết mục tài năng của em là đốt lửa. Ê cắt có lặng ai kêu mà thi cái này. Dạ tại vì mới nãy em thấy có người vô châm dầu sẵn em vô em đốt lửa cháy cho nhanh. Tắt ngay bỏ vô ngay. Dạ bà định thiêu tôi hả? Dạ bà khùng hả? Thi không được, thi cái khác được. Dạ, vậy thì anh cho em thi tiết mục kể chuyện được không anh? Sao nó giống con nhỏ chán như chăn dầm vậy trời. Nè, có bà con với con nhỏ gì dài lắm không? Dạ không, em không có quen ai dài lắm hết á. Em là con gái độc nhất vô nhị của một gia đình lá ngọc cành vàng đó anh. Kể chuyện cười đúng không? Dạ không có, em kể chuyện xạo.
Trời mừng quá, nữa cả dừng cười cho tôi trốn đó luôn. Rồi, kể chuyện xạo, kể đi. Dạ, chuyện là như vậy. Rồi, anh biết sao? Không, sáng nay trên đường em đi thi, em đang đi trên đường, tự nhiên em gặp hai vợ chồng người ta gây nhau quá trời. Ôi, hai chồng gây qua gây lại, người chồng tức quá, tát vô mặt cô vợ một cái chá. Rồi sao? Rồi hả, xẹt lửa, đụng bình xăng cháy nhà. Gì kỳ vậy bà nội? Chuyện xạo mà. Quên, chuyện xạo. Xin lỗi. Sau đó, sao nữa? Sau đó em trên đường đến đây, em đứng em nét la, em chờ thi. Cái em nhìn bên kia đường, em thấy có một người thanh niên bị một cái tên cướp giật đồ. Thôi, cái người thanh niên dằn lại, hai người dằn qua dằn lại, tên cướp tức quá, lấy con dao, đâm vô bụng người thanh niên một cái hố. Lòi ruột. Có gãy cái chân. Ủa sao kỳ vậy? Chuyện xạo mà. Rồi sao? Ôi sau đó em nhìn cái cảnh máu chảy lên láng, em lo quá, em ẩm người thanh niên vô bệnh viện, bác sĩ nhìn lo quá mới quyết định họp và mổ. Mổ cái giò? Không có, mổ cái đầu. Sao kỳ vậy? Chuyện xạo mà. Bà nội, bà đừng kể bà nội. Bà kể là tôi nhức cái đầu quá rồi, chứ đi khám luôn quá. Anh khám cái đầu phải không? Khám cái bụng. Ủa sao kỳ vậy? Chuyện xạo mà. Hay quá, chúc mừng anh. Anh thi đậu rồi, con lấy cúp luôn đi, anh xạo bà cố luôn à. Ê, bậy nha, tôi là ban giám khảo, tự nhiên tôi tự thi là sao? Ủa, vậy hả? Vậy anh cũng biết anh là ban giám khảo hả? Mình ban giám khảo thì mình lo cái phần ban giám khảo đi. Dành của thí sinh là sao? Dạ, câu chuyện của em xạo đến đây là hết rồi, vậy anh xin cảm ơn ạ. Không được. Dạ. Thì đi thi thì phải kể chuyện sao, cái chuyện xạo nó nghe nó tào lao lắm, thấy không? Nghe nó không hợp với chương trình. Vậy thôi, anh cho em hát được không? Nữa hả? Trời ơi. Hát bài gì? Anh biết hết. Tôi chưa có biết. Anh biết hết. Tôi chưa có biết. Bài hát mang tên là Anh Biết Hết. À, bài hát là tên Anh Biết Hết hả? Dạ. Trời ơi, nãy giờ tưởng cái bài gì? Nhớ là không được ăn cắp nhạc người ta này nọ như chưa? Đâu có, bài hát này là của em tự sáng tác, em tự biên soạn, em nói chung tự xử hết luôn đó. Hay quá vậy ta. Dạ. Rồi. Nhạc, music. Dạ, music. Em đã nói rồi, không cần ban nhạc, em tự xử quen rồi. À, tự dạ, xử luôn. Dạ, em tự có điểm hát thêm. Rồi. Bà làm gì bà nội? Bà làm dạ, gì? Em đang luyện thanh. Bà đừng có xạo bà. Dạ. Bà luyện thanh để chống tay nè, tôi ngửa mặt lên trời nữa. Bà luyện mà cúi mặt chứ đó, bà luyện gì đó. Dạ, tại bà hát em nó hơi có cái tính chất giọng thổ ra, nó phải luồn xuống dưới, em phải luyện thanh từ dưới lên. Thôi khỏi đi, bà hát thẳng vô đi nha. Dạ. Anh biết lần đầu anh mới gặp em là anh biết em không thích anh. Anh biết lần đầu anh mới gặp em là anh biết em không yêu anh. Và anh biết hết, anh biết hết. Em chỉ coi anh như con chó xà mông. Và anh biết hết. Em chỉ coi anh như con quái vật không não. Và anh biết hết. Vậy mà em nói anh không biết gì hết trơn. Bà thi xong chưa? Dạ, xong rồi. Đi ra ngay. Ủa anh, em... Tàu lao. Vậy là em thi rớt hả anh? Rớt rồi. Bà đúng là con chó xà mâu á. Quái vật không não là bà đó. Ủa anh, vậy là em không có đậu hả anh? Không có đậu. Vậy là em rớt mà em cũng không đậu nữa hả? Mà khùng á, có ai mà rớt mà đậu mà nội? Em quên, em rối, em nói bậy. Anh ơi. Thôi đi ra đi. Em không có đậu, em mừng quá anh ơi. Nhưng mà rớt mà vui là sao? Vui chứ, đậu biết làm gì giờ. Trời ơi, thôi đi ra. Xin phép anh, em đi ra. Anh cho em hỏi nha. Anh thấy nhỏ sáng như trăng rằm, như dầu hôi đâu không? Nó thi rớt nó về rồi. Trời, nó thi nó rớt nó về hả? Ừ. Nó về hả? Ừ. Nó về xong nó không báo em. Gì? Ba tụi em ở chung phòng với nhau mà. Anh đi nha. Dạ em biết em sẽ thi rớt. Vậy mà em vẫn cố gắng vô thì. Dạ em biết em sẽ biết hết. Tào lao. Bảy năm bà không à. Thí sinh kế tiếp đi. Đấy, chẳng chọn thí sinh nào cả.
Lịch sự đó. Rồi, giới thiệu tên tuổi Thi. Bị câm hả? À, nghe nghe được hả? À, xin lỗi, xin lỗi. Dạ, kính thưa quý vị, em tên là Khó Thành Ngôi Sao. Ông đi thi thành ngôi sao, ông kêu Khó Thành Ngôi Sao, làm sao thành ngôi sao? Dạ, tại vì quê em ở Cà Mau, gia đình thì không giàu, ba em phụ giúp quán người Lào, má em làm nghề mài dao. À, em ước sau này sẽ thành ngôi sao và rất thích chơi thể thao. Hôm đó làng Cà Mau có tổ chức cuộc thi nhảy đào, em tham gia đã chứng tỏ tài nhảy cao, ai về lúc nhảy cao tới lộn cổ xuống ao, dân làng mới chết khỏi cái ao, từ đó mới có tên là Khó Thành Ngôi Sao. Yeah, cái tên mà như là sáu câu vọng cổ vậy ha, nghe nó dài vậy luôn. Yeah. Rồi, có tài năng gì thi? Dạ, tài năng đầu tiên em xin được phép thi làm thơ. À, làm thơ. Rồi, làm đi. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày. Bà vô bà gặp Thí Kiều với Thí Dân đúng không? Dạ đúng rồi. Con nhỏ dài lắm nó làm rồi. Con dài lắm nó vô này. Nó làm rồi. Trời ơi anh ơi, cái thơ đó của tôi răng cấp. Tôi không cần biết, nó làm rồi. Bỏ đi. À, đó là sở đoạn. À, sở đoạn thôi. Sở trường của tôi là cái khác. Làm sở trường đi. Dạ, kính thưa quý vị, sau đây em xin được phép thi tài năng kể chuyện cười. Kể đi. Sáng này đó, em đi ăn sáng, em vô kêu tôi hủ tiếu kìa. Mày lỡ lòng tôi phở đúng không? Mày mang lòng tôi phở đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con nhỏ dài lắm nó cũng làm rồi. Mày tào lao rồi hả? Con dài đó nó làm luôn. Nó làm luôn rồi. Ừ, nó ăn cắp thơ tôi mà còn ăn cắp luôn chuyện cười của tôi. Tôi không cần biết, nó làm rồi là thôi, không làm nữa. Bỏ đi. À, bỏ. Sở đoán mà. Sở đoán nữa hả? Em có sở trường. Làm sở trường đi. Dạ. Sau đây em xin được phép thi tài năng ca hát. Đó. Hát cái gì? Em sẽ hát một bài hát cho chính em sáng tác. Ờ. Tên gì? Anh biết hết. À. Mày hát đi, mày hát thử coi. Anh biết lần đầu anh mới gặp em. Nè, nè, không có giỡn mặt nha. Mày thành con chó xà bâu cứ không não gì đúng không? Đúng rồi. Mày tào lao. Cái con thi là được đậu gì đó, nó cũng hát rồi. Cái con đậu tới đây luôn hả? Nó hát rồi. Trời đất ơi, hai con quỷ này hồi xưa nó muốn minh họa cho tôi mà. Tôi không cần biết. Nè, tôi nói anh nghe nha. Anh vô anh bắt trước thì tôi đồng ý anh bắt trước. Anh bắt trước người nào nổi tiếng anh bắt trước. Bắt trước toàn cái tào lao không? Điên khùng bắt trước làm cái gì? Hả? Anh muốn bắt trước đúng không? Anh muốn nhảy đúng không? Ông biết Ngọc Sơn không? Dạ biết chứ, trời ơi Ngọc Sơn thần tượng mà. Biết đúng không? Dạ. Yeah. Đây, tôi là Ngọc Sơn cho ông coi. Ông chờ đi nha. Nhìn cái tướng là đây thấy giống giống rồi đó. Không biết làm có được không đây nè. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Cái gì vậy? Anh báo Hồng Sơn là như vậy đó. Lúc nào cái đầu cũng niễn niễn, môi dưới chè chè đó. Đại gia đình khỏe không? Sơn khỏe. Thông cảm đi, môi dưới nặng khó nói chuyện. Tâm sự đời tư của Sơn cho đại gia đình nghe. Nghe. Nghe cháu. Hồi nhỏ Sơn là mê gì? Mê gái. Quen gái bị gái bỏ hoài à. Sơn rồi buồn lắm à. Về nhà sáng tác một tác phẩm mời đại đình nghe gì? Nghe chơi. Trời ơi. Vô. Giờ tôi đã biết không đem hạnh phúc cho em. Giờ tôi đã biết em mơ cuộc sống cao sang. Giờ tôi đã biết em ơi. Giờ tôi đã biết em ơi. Giờ tôi đã biết ân tình vỡ đôi. Giờ tôi đã biết. Nhảy luôn hả? Ở đâu anh ba vậy?
À, gãy khúc hả? Cái gì vậy? À, trời ơi. Em không là của tôi. Hay quá anh ơi. Hết. Hay quá. Giải thưởng đâu? Dạ, à quên. Tào lao. À quên, xin lỗi. Đó, ngại là phải ngại như vậy. Nha. Cái gì không có, không ngại được là phải có riêng tư của mình. Được rồi. Em không có ngại ai hết trơn á. Rồi, bây giờ em sẽ hát thi bằng chính giọng hát thật của em. Phải như vậy. Bài gì? Bây giờ em sẽ hát một cái bài hát nhạc quê hương rất nổi tiếng từ lâu. Ừ. Đó là bài hát Chiếc Áo Bà Ba. Wow, hay. Rồi, bắt đầu. Ông làm gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Dạ, em khởi động, em warm up. Làm nóng này, chuẩn bị hát à. Làm nóng cái gì? Dạ. Ông làm tôi không biết cái này á. Cái này là của cái ông. Ông này còn cho sinh động, bắt móc, hốt lên ông nội. Còn ông hát cái này là ông hát nhạc dân ca mà làm gì có Michael hốt đó. Ủa, em giới thiệu bài gì? Ông giới thiệu bài là Chiếc Áo Bà Ba. À, xin lỗi, vì em tập nhiều bài quá, nhiều thể loại nên em lộn. À, em xin hát lại. Dạ. Đỏ đây đi, ông hốt bậy bạ nữa. Để đằng sau nó hốt cái khác ghê hơn ạ. Đó, được rồi, đây. À, hát đi. Mày để đây tao móc mày còn ghê hơn á. Rồi ông hát đi. Tôi giới thiệu cái là hát đi coi chưa. Dạ. Chiếc Áo Bà Ba xin phép được bắt đầu. Áo. Ấy. Anh ơi, ở nhà em tập, thế mà em nghe chữ áo cái là em hốt liền. Anh đừng có nói chữ áo trong này. Em biết là em kiểm soát được mà, để em hát. Anh nói ở dưới là ai, gì vậy? Anh, người ta ở dưới ta. À, xin lỗi. Rồi, đề nghị mọi người đừng áo nữa nha, chứ để ông hốt tới sáng mà. Đó. Bình tĩnh. Rồi, thi đi. Bây giờ ông tập trung đi, ông đừng có nghe người ta nữa. Dạ. Ông muốn tới sáng hả? Dạ, được. Em tập trung. Trời ơi, bình tĩnh. Rồi. Chiếc áo bà ba, sao bà tư ba mặc. Tào lao nữa. Tào lao. Ông giỡn mặt với tôi hả? Chiếc áo bà ba có gì có bà tư đó hả? Trời ơi anh ơi, bà ba có áo bà tư không có, bà mượn mặt có gì đâu tào lao. Cái bài nhạc là không có cái bà tư đó. Ông ăn cắp nhạc đó là ông sửa lời nữa hả? Bài này không được phải không? Không được. Em kiếm bài khác, em thiếu gì bài. Kiếm đi. Làm gì dữ vậy? Em suy nghĩ coi. Ông làm gì vậy? Thì gãi đầu suy nghĩ. Ông có bị khùng không? Ông ngứa đi, ông cởi nón ra, ông gãi đã ngứa, em đội ông gãi sao đã ngứa được. Ông bị điên hả? Mày mới điên đó. Sao điên? Có khi nào mày ngứa bông mày tụ quần mày gãi không? Ông gãi sao miệng đã ngứa thôi. Ta gì? Nghe rồi. Bây giờ em sẽ hát một cái thể loại thịnh hành mới nhất bây giờ. Mới nhất bây giờ. Đó là nhạc ngoại quốc. Nhạc ngoại quốc. Lời tiếng Anh. Ông chất quốc không à. Rồi thi đi. Cho miếng nhạc vô. One, two, three. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. Hey! Ông tào lao, ông đếm không chứ ông hát cái gì? Ông làm tôi biết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 hát cái gì? Thì mẹ em hát tiếng Anh mà. Tiếng Anh gì? Đứa con nít 3 tuổi nó cũng hát được nữa. Đi ra. Cái gì? Đi ra. Vậy là tôi rớt đó hả? Rớt. Trời ơi, tôi hát biết bao nhiêu bài, làm biết bao nhiêu thứ một, anh cho tôi rớt là sao? Ông làm nhiều rồi cho ông đậu hả? Đi ra. Điên khùng được không?
hoài vậy? Kệ người ta đi, ai cứ ông tập kia ông cố vô luôn. Này chết rồi. Cái giọng cười đó. Hỏi thăm có cái thằng gì vậy? Hỏi thăm mà hồi sáng giàu rồi con nhỏ sáng gan dầm rồi con nhỏ mà được rồi đúng không? Đúng rồi. Mày cung phòng với nó đúng không? Mày chung phòng đúng không? Không phải. Chứ sao? Ba đứa đó nó giữ hũ thuốc của em. Trời ơi. Về nha. Thằng không. Tào lao. Tào lao hết. Cái gì kỳ cục vậy trời? Năm nào tổ chức, tháng nào tổ chức, thậm chí tuần nào cũng tổ chức mà không bao giờ tuyển chọn được tài năng hết trơn trời. Riết mà bực bội luôn. Dẹp. Không tổ chức thi nữa. Quỷ bỏ thi rồi luôn. Không tổ chức nữa. Bỏ luôn. À. Vô. Chích, chích thuốc. Chích là chích thuốc. Ê, ra, ra. Đứng, đứng nghiêm. Một, hai, ba. Cuối, chào. Rồi, vô chích thuốc. Vô.